Xin chào các quý anh. Ngày hôm nay thì Veneto sẽ nói về các yếu tố để các quý anh có thể lựa chọn một bộ xui phù hợp. Nếu như các anh mặc một bộ xui quá là rộng thì chúng ta sẽ có cảm giác rất thùng thình, đúng không nào? Còn nếu như chúng ta mặc một bộ xui quá là chật thì ngay việc chúng ta di chuyển hoặc là hít thở thôi cũng đã cảm thấy khá là khó khăn rồi. Vậy thì những yếu tố nào để các anh có thể lựa chọn một bộ xui vừa vặn nhất? Một bộ xui đẹp mắt sẽ bắt đầu từ phần vai. Vai phải vừa vặn với tư thế và phải tôn lên dáng điệu. Xu hướng phong cách hiện đại thì phần vai sẽ hơi cong lên một chút, nhờ phần đệm vai nằm gọn trong phần vai áo của cơ thể. Và nguyên tắc thiết kế cho phần vai áo của xui đó là dành cho những ai đô con. Có phần vai áo rộng thì quý anh lựa chọn cầu vai mỏng và mềm. Còn vai hẹp hơn thì quý anh nên lựa chọn những cầu vai dày và lớn hơn nhé. Phần ve áo cũng không nên lựa chọn quá rộng, cũng không nên lựa chọn quá hẹp. Nên lựa chọn cân đối với cầu vai để tôn lên dáng vẻ lịch lãm cho quý anh. Có hai lựa chọn cho quý anh nên lựa chọn, đó là chọn ve sách hoặc chọn ve vuông, tùy theo sở thích. Nói đến những chiếc khuy thì khuy nơi cổ tay áo thường được đính vào để trang trí đầy đủ cho một bộ xui. Tuy nhiên, những chiếc khuy này cần được đính chắc chắn và ngay ngắn. Khuy chính của xui luôn được đính cách bề mặt vải một khoảng cách nhất định, để khi cài áo thì tà áo sẽ không bị nhăn. Nếu có 3 khuy thì quý anh nên cài một khuy ở giữa, 2 khuy thì cài khuy trên cùng. Còn khi kèm theo di lê thì nên cài toàn bộ khuy ở phía trên, bỏ khuy cuối cùng. Vì thế sẽ làm cho bộ xui của quý anh trở nên lịch lãm và sang trọng hơn. Phần cổ tay áo của xui nên dài vừa đủ để lộ một phần cổ tay áo sơ mi bên trong. Vì nếu để cổ tay áo xui quá dài sẽ khiến các quý anh mất đi sự tinh tế của mình. Một cách thử đó là các quý anh có thể giơ tay lên cao quá đầu khi mặc xui. Nếu như phần áo bị nhăn, bị căng hoặc co lên quá mức, vậy là phần nách của chúng ta có vấn đề. Quý anh cần sửa chữa ngay. Một bộ xui tuyệt vời và đắt giá nhất là những bộ xui được khâu tỉ mỉ và rất nhiều chi tiết làm bằng tay bởi những thợ may lành nghề. Và đó là một số các quy tắc cơ bản để giúp các quý anh lựa chọn những bộ xui phù hợp. Và số tiếp theo của Veneto thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao mặc xui không bao giờ cài cúc cuối.